Không biết là người Việt Nam hay là người gì, dù sao máu đỏ da vàng, lại bạn Liên Kim này bạn lại học tiếp, coi như là bà bạn Huy Nguyễn này hả? Về đến nơi thì ở ngoài thì sủa to lắm, về nơi thì như con chó cún ngoan ngoãn, nói như đúng rồi. Đến lúc cộng sản bắt vào, ôi giời ơi, cho tôi thành thật thế loại kia. Đây là cái bản chất của các bạn đúng không? Các bạn là người Việt Nam, các bạn đừng làm cái hèn hèn hạ mà nhục nhã như vậy. Khi vào đối mặt thực tế thì nhũn như con chi chi, xong về đến đất nước được thả về Mỹ thì bắt đầu lại mồm to gào ầm lên. Cứ phải làm vài trận như thế thì mới biết thế nào là cái tinh thần người Việt. Người Việt ta thì đánh kẻ chạy đi, không bao giờ đánh người chạy lại. Nhưng mà chính các bạn lợi dụng cái đấy, cái lòng tốt của người người Việt Nam, nhất là Cộng sản Việt Nam, các bạn làm sai cái đường lối của con người Việt Nam, là tự kết bạn Vui như vũ. xin lỗi bạn Bình Dương để tự kết bạn thành Chứ nhục, quay nhiều. mấy này té giếng hết rồi. Cái bạn bạn Liên Kim này nè, thì bạn cứ hình dung, cũng ví dụ bạn là Huy Nguyễn đấy, xong lại bị bắt, xong vào úi giời ngoan như chó cún, gặp cán bộ lãnh đạo úi giời tôi xin hứa tôi thế lọ tôi thế kia, đến lúc coi như là bắt đầu với thoát khỏi đất nước Việt Nam rồi, bắt đầu là về lỗ như thánh tiếng tướng, như là một người hùng. Đấy là cái bản chất của Thắng Lê, ơi em cũng em nhắc lại anh cái hồi tại Thắng Lê có một câu nói, ta hẹn tụi bay trên đất nước Việt Nam, ủa cần gì phải xin, mình ở trên Việt Nam muốn gặp nhau gặp thôi chứ cần gì phải xin. Nếu mà ở Hà Nội thì liên hệ gặp anh Hồi nè, thành phố Hồ Chí Minh liên hệ gặp Bình Dương, đơn giản thôi, cần gì phải xin. không cần gì. Hà Nội mấy tỉnh phía Bắc này nếu mà hẹn đúng chuẩn ra là mình đến tận nơi, nói thẳng ra nhé, Đó, thấy gì Thắng Lê. nói với bạn Thắng Lê này này, là bạn nếu như bạn cho mình một cái địa chỉ tốt đúng, mình sẽ đến tận nơi mình gặp bạn, mình nói chuyện lịch sự đàng hoàng đấy, mình nhắc trước bạn đấy. Bởi vì làm sao, con người Việt Nam mình không phải vì cái lọ cái kia về đánh cãi chửi nhau, không bao giờ thích. Nhưng các bạn đã cố tình như thế thì mình muốn nói với bạn này, đừng như Huy Nguyễn ấy, xong bắt đầu rồi lại cuối cùng lại úi rồi tôi xin với tôi lọ tôi kia thế kia. Đấy là cái bản chất rồi mà. Cái con người cũng kiểu như là, mình nói thật với các bạn này, là con người ta ai cũng phải có một cái chữ tình trong con người. Các bạn không có một cái chữ tình của người Việt Nam, các bạn chỉ lên đây các bạn sướng mồm các bạn nói, các bạn chả hiểu gì về cái đất nước Việt Nam như thế nào, các bạn cứ thích là các bạn nói. Những cái lúc nghèo khổ ấy, khó khăn ấy, B52 giải thảm ấy, nó tàn khốc như thế nào, để rồi một cái đổ lát hoang tàn của cả một cái đất nước ấy. Xong rồi hết coi như là đánh Mỹ xong rồi cút rồi lại đến diệt chủng Năm Pol Pot, nó sang nó xâm chiếm rồi thằng Trung Quốc. Những cái đấy các bạn có thực sự chiến đấu với cả con người Việt Nam không? Các bạn đòi hỏi đất nước Việt Nam cho mình, cá nhân mình nó nhiều quá, các bạn quá sai lầm. Bản thân các bạn đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Hay là lúc chiến đấu ấy, lúc năm 79 ấy, đánh nhau với tàu đến năm 88 ấy, các bạn vượt biên, các bạn sợ chết. Cũng có rất nhiều người là vì à kinh vậy. tế, cũng có rất nhiều người vì kinh tế lúc ấy là đói khổ họ ra đi. Mình không oán trách bản thân mình, nói thật với Bình Dương với tất cả anh chị em trên mạng, năm 88 bản thân tôi cũng ra đến pháo số 0, tôi cũng định đi vượt biên đi Hồng Kông, đấy là sự thật. Tôi không 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 oán trách về cái chuyện đấy, nhưng giữa cái lúc đi và lúc ở là sự quyết định của mình, nó chỉ trong phút chốc thôi. Vì là lúc ý là giữa ở và đi nó mong manh, bởi vì ở nhà mình, ở quê mình, quê Hưng Yên rất đói khổ, thực sự lúc ý là nghèo đói. Năm 85 là mưa lụt ngập hết, coi như không còn gì. Mình nói thật luôn là năm 88 mình ở dưới Quảng Ninh ấy, là giữa đi với không thì các bạn mình còn rủ mình đi. Mình lúc ý mà đến buổi chiều đến 6 giờ tối bán cả một khu nhà có 6 chỉ vàng để lấy tiền để đi. Nhưng tại sao có những người người ta không đi và cũng có người đi? Cái chuyện mình không trách. Nhưng các bạn thử nghĩ này, các bạn tiêu cực, nhưng mà các bạn có bao giờ nghĩ đến tích cực không? Các bạn có bao giờ các bạn nghĩ là cái lúc mà xảy ra chiến tranh ấy, những ai là người khổ nhất? Bản thân như chúng tôi ở trong nước chúng tôi khổ nhiều, các bạn ăn thua gì? Nhất là các cái anh như anh Tân Thái ấy, cái lúc ấy các anh còn sướng lắm, úi rồi Trung Quốc nó sắp chiếm hết Việt Nam, cho chết mẹ Cộng sản Việt Nam.
Đấy là sự thật. Các bạn phải thực tế luôn một cái chuyện đấy. Nhưng đã làm gì được Việt Nam? Nhưng bây giờ các bạn không còn lý do gì từ cái nhỏ nhất. Các bạn moi móc ra. Đất nước chúng ta còn nghèo. Đấy là sự thật. Tức là còn nghèo là có đấy là sự thật. Nhưng không phải là khổ. Không phải là đói người xưa nữa. Mà càng ngày càng phát triển. Càng văn minh lên. Càng tiến tới là một nước phát triển. Các bạn phải mừng cái đấy. Các bạn bây giờ các bạn muốn đòi hỏi cái gì? Bản thân các bạn đã giúp ích gì cho đất nước Việt Nam? Thế mà các bạn cứ đòi hỏi đất nước Việt Nam phải thế lọ, phải thế kia. Mình mong rằng các bạn nói với các bạn ở bên kia, những cái bạn mà còn có một cái tí là chút liêm sỉ về 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 cái sự hành động đấy, thì các bạn lên phải hiểu rằng bất cứ chế độ nào, cuộc sống nào có tốt cho người dân thì người dân trong nước người ta sẽ đứng lên, cá nhân như mình thế thôi, cũng chỉ vì là sự bức xúc của các vị nói nó sai sự thật, tuyên truyền nó không đúng để cho người dân hoang mang, và cũng chính vì cái lý do đấy để cho chúng tôi này, là những người dân này, chúng tôi phải tìm hiểu và chúng tôi phải lên phát lên tiếng nói để phản biện là các bạn, bởi vì các bạn nói nó không có thực tế. Các bạn đã làm gì? Các bạn coi như là khuyến khích coi như những người vào coi như là để coi như là dùng bom để coi như là đánh vào cả sân bay. Thế các bạn đã là người tốt chưa? Các bạn coi như hô hào mọi người đi biểu tình để dùng người ta bị bỏ tù. Các bạn cho như Huy Nguyễn có vài cái tuổi đầu, hơn 20 tuổi đầu, biết cái gì trên mạng xã hội, biết làm sao được lộ trình đất nước và chính trị. Các bạn đưa người ta vào trong con đường tù tội. Nói thật với các bạn, nếu nói về an ninh Việt Nam, quá giỏi. Bắt không thể bắt con cá rô, mà bắt những con cá lớn. Huy Nguyễn chỉ là một con tốt thí mạng, người ta thả, người ta khai thác xong người ta thả. Nhưng còn thực ra để mà nói tại sao mà Huy Nguyễn ấy ngoan ngoãn khi mà trả lời trên báo chí, trên phỏng vấn, trên video là tôi phải thế này. À, coi được hết. Tôi hỏi khách mời 588, thằng nào ra lệnh không được nổ súng được mà. Chính vì cái lý do đấy, nếu mà bạn mà thích chốc nữa bạn lên cũng giống như tôi này, phơi mặt ra xong nói. Còn nếu bạn thích nữa, bạn thích nữa gặp riêng, mình sẽ nói riêng. Bạn biết gì về cái 588 mà bạn cứ nói. Mà nổ súng không nổ Đây. súng. Đến cái thằng tướng Lê Mã Lương nhé, xin lỗi bạn là bảo tự do Em nhân quyền. thì một Tôi khẳng định là tôi nói thẳng luôn là cái thằng tướng Lê Mã Lương là một tên bịp bợm. Từ cấp tá nhoi lên có coi như có một chút công lao mà coi như là lên bây giờ đi phản bội lại người dân là những tên hèn nhát. Thì chót đã phong rồi, không phải lấy lại được. Nhưng mà vì rồi còn sau này đời con ông ấy, đời cháu ông ấy mang một cái tiếng nhục cho cái xã hội ở đất nước Việt Nam mình. Đấy là sự thật. Tôi nói với bạn này, gia đình nhà tôi nên trải qua xương máu, cái sự hy sinh này có rất nhiều. Tại sao mà những người như chúng tôi này, hy sinh nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận. tầm bảy anh Chúng tôi chấp nhận tuổi vì cái gì? Vì nền hòa bình, cái sự bình yên này, làm ăn yên ổn này. Chứ các bạn chỉ là những người mà chỉ nói bằng bộ mồm, còn thực hiện không thực hiện được. Xui người ta vào cái chỗ chết và con đường cùng, các bạn nên suy nghĩ lại. Còn không biết là bạn là nguyên nguyên một cái câu văn của người ta là có nghĩa là không được quyền nổ súng trước, hiểu không không được nổ súng trước ông bộ? chứ không phải được không được quyền, khẳng định với em Đúng rồi, không được nổ súng trước chứ không phải anh không nói được thật với quyền em là này, không sự nổ. là 588 đó thì anh ra anh là sĩ quan pháo phòng không thì lệnh là được điều ra đảo Trường Sa, nhưng mà về sau lại không 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 điều ra nữa, anh ruột anh ý xong đến tôi. Đó, là sĩ quan pháo phòng không là lệnh được điều ra, nhưng về sau là lại điều xuống Quảng Ninh, ở Quảng Ninh là sĩ sĩ quan chỉ huy pháo phòng không, ông học ở Sơn Tây ra. Còn nói thật với bạn, một Dạ. anh giai nữa của tôi là sĩ quan pháo binh là đánh nhau ông ý nằm ở trên chốt ở Mường Khương ấy. Đấy, trên Hà Giang ấy là từ năm 85, chính xác là từ năm 85 đến năm 88. 89 thì bắt đầu anh mới rút về Tuyên Quang. Những con người đó là anh ruột tôi nói này, cái sự sống chết ấy, là gặp nhiều, và cái sự thật lịch sử ấy, là có những cái vị là đối mặt với cái trong cuộc chiến là biết
mà anh ruột tôi đã kể chuyện lại những cái chuyện đấy. Nhưng mà thôi, nhắc đấy để làm gì, đấy cũng là một cái nỗi đau những người mà không may mà mất nằm xuống. Xin lỗi các bạn, Người ta nằm mình không xuống muốn nhắc thì lại đâu có nữa, gì đâu. cái sự tan hoang của chiến tranh nó quá khổ rồi, quá đau khổ rồi. Thế bây giờ còn muốn khơi gợi lại để đánh nhau à? Để nếu như xảy ra chiến tranh, cho dù bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, đều là người dân phải trả giá rất đắt. Xin lỗi với cái bạn vừa nãy nhé, giải thảm B-52 thì kể cả Việt Nam thắng trên bầu trời của Việt Nam gọi là Điện Biên Phủ trên không, nhưng các bạn có biết bao nhiêu người dân vô tội chết không ở cái bệnh viện Bạch Mai ấy? Thế có phải là người dân khổ không? Thế các bạn còn mong muốn cái lỗi gì khi bây giờ đất nước đang được bình yên, đang được hưởng những cái hạnh phúc như thế này mà không cố gắng cùng nhau vươn lên để làm, thứ nhất là làm giàu cho bản thân đấy, lo cho gia đình, lo cho con cái, sau đến cho đất nước mình được hùng mạnh ấy. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Còn nói thật với các bạn, bất cứ một nước nào, cho dù đảng nào phái nào lên cũng có cái bất cập, chứ đừng có nói kể cả tại nước Mỹ cũng có cái bất cập. Các bạn đừng nói thế, các bạn nói thế là các bạn lấp liếm đi có những cái mà các bạn nó không đúng với sự thật. Cho nên chính các bạn tuyên truyền đến là người Việt Nam chúng ta, bản thân như tôi đấy, lại hoàn toàn không bao giờ chấp nhận được. Còn cái ông Lê Mã Lương, ông có ra Trường Sa đâu mà ông ấy biết. Xin lỗi bạn này, một vị đại tá về hơn 50 tuổi về hưu cho ăn lương thiếu tướng, làm giám đốc viện bảo tàng. Xin lỗi bạn, có ra Trường Sa đâu, đánh nhau đâu, cái gì lỗ như đúng rồi. Ông ấy là một sĩ quan thật, nhưng ông cũng không phải là người trực tiếp chiến đấu ở Gạc Ma. Cho nên ông ấy đừng có lên nói như thế. Có rất nhiều cái phản biện, các chiến sĩ ở Gạc Ma người ta phản biện rồi. Đấy là cái sự thật. Đó. Những người ta còn người ta lên ta Đó, người phản ta biện còn là phản thì biện đâu rồi. Các bạn đừng lấp liếm những cái đấy làm gì. Các bạn càng lấp liếm thì người dân như chúng tôi càng ghét bỏ các vị. Bởi vì các vị, chúng tôi coi các vị nó chả ra cái gì nữa. Đấy. Còn bây giờ thế thôi, bao nhiêu con người, cả một đất nước Việt Nam đang thanh bình làm ăn này, các bạn biết tất nhiên là trong cái thể chế nào thế là cũng có cái sự sai lầm, nhưng trong cái sai lầm những người ta biết, người ta cố gắng, người ta vượt qua, người ta nhận ra cái tất sai cả ngũ rằng để người ta làm lên cái lớn. Đừng như các bạn, thật ra các cái chế độ nào thế thôi, các bạn không không biết là bạn ấy có trải qua cái giải thảm B-52 không, hay là bạn ấy đã trốn đi từ đâu rồi. Nếu bạn còn ở Việt làm gì Nam không. gặp mình thì lúc luôn luôn mình sẽ trả lời bạn. Còn xin lỗi bạn Thắng Lê này, bạn nói là lo cho cái ghế và bát cơm của con cháu á, chúng mày đúng không? Xin lỗi bạn, mình là nông dân. Xin lỗi bạn nhé, cái bạn Thắng Lê nhé, mình là nông dân mà mình nhắc cho bạn Thắng Lê trước này, chưa chắc bạn đã khổ bằng tớ đâu. Tớ nói trước này, khi tớ được 8 tuổi thì bố tớ chết. Bố tớ là thương binh, 8 tuổi bố tớ bị tái phát cái vết thương ở đầu. Và mình không còn bố từ lúc 5, 8 tuổi. 14 tuổi tớ đã phải xuống Quảng Ninh làm thuê. 15 tuổi nhé, tớ cầm choàng nhé, tớ choàng nhé, để khoan đục lỗ để đánh mìn. Xin lỗi bạn, còn ra xã hội nó rất nhiều. Đến năm nay tớ gần 50 tuổi rồi, 46, 47 rồi. Nhưng tớ nhắc các bạn trước là trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cái tâm của mình ấy, đối với tình bạn, tất cả những người bạn của mình ở tại quê hương mình khẳng định luôn, mình giúp các ai mình giúp với cái tầm tay của mình, và mình luôn luôn sống với các bạn bằng cái sự thật lòng. Mình tôn trọng tất cả mọi người, cho dù có những lúc mình nghèo khó, xin lỗi bạn, có những người bạn thân của tớ đấy giàu có hơn còn còn coi thường tớ, còn khinh tớ ra điều là nghèo đói, nhưng mà tớ vẫn thoải mái. Tức là tớ chỉ nói với cả người bạn của tớ là xin lỗi bạn, tớ không vay của bạn, tớ không xin tiền của bạn, còn bạn tốt với tớ, bạn chơi với tớ vô tư, còn anh em có điều kiện mời nhau chén rượu, không có mời nhau chén nước, tớ không phụ thuộc bất cứ ai, kể cả anh em ruột, tớ tự lập từ bé, tớ khẳng định với các Đúng rồi bạn. chị Phương Hằng. Nhưng mà tại sao tớ không bị mất chất, tớ không bị đưa vào những con đường lọ kia tiêu cực hay là tù tội hoặc lọ kia, bởi vì là người ta có một niềm Anh tin. Sơn Như Ngục Xin lỗi bạn có Thắng Lê lý đấy, tưởng chút đi anh. người ta có một niềm tin. Niềm tin gì? Niềm tin vào bản thân mình chịu khó mình làm thì cuộc sống sẽ thay đổi.
Bạn thắng Lê không khổ bằng tớ đâu. Cuộc đời tớ không có cái gì để nói. Đời tớ đã hàng năm giờ ăn cơm một bữa. Nhưng cuộc sống của tớ đến bây giờ, tất cả người bạn tớ đều phải phục tớ tại địa phương luôn. Nếu bạn thích cứ về Hưng Yên, về ngã tư Phố Lối, mình đón tiếp bạn tại nhà luôn. Bất cứ một người bạn nào đến cứ gọi alo cho mình bằng Messenger, mình đón tiếp. Không phải cứ bạn đâu, rất nhiều rồi, vài chục người bạn trên mạng này thôi. Đấy chứ tớ không nói về cái chuyện là bạn bạn ở trong đời làm những cái người làm đi cùng làm với mình nó còn không có tiền, chưa đến tháng lương, chưa có nhà phòng trọ, mình còn cho giúp, mình giúp một cách nhiệt tình, mình không có nghĩ gì đến cái chuyện vụ lợi. Mình gieo được những cái gì tốt cho bạn bè, cho anh em, những người thân cận mình, những người quen mình, thì sau này mình cũng có thể sau này bản thân mình hoặc con mình không may có nhỡ cũng có người giúp, không phải giúp về về kinh tế tiền là tao cho mày gần đây tiền, mà người ta giúp bằng cái tâm, cái thật lòng. Cho nên bạn Thắng Lê phải hiểu rằng này, gì thì gì, cái tinh thần người Việt nó ở đấy. Chứ bạn bạn đừng nghĩ tiêu cực theo cái cách của bạn, mà học theo cái cách của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mình cũng tìm hiểu rất kỹ tại sao Việt Nam Cộng Hòa không thắng được. Một phần là tại các vị kiêu ngạo quá, mà các vị coi thường người dân quá. Người ta quân đội nhân dân Việt Nam được lòng dân vì sống cùng với người dân, yêu thương dân. Còn xin lỗi các bạn nhé, tại sao nghĩ thất bại? Cả một cái bài học rất lớn. Người Mỹ người ta hàng 40-50 năm nay người ta vẫn phải kiểm chứng là tại sao thua Việt Nam. Thua vì lòng dân. Cho nên bạn đừng nói thế nữa. Còn cái tiêu cực mình ghi nhận là có, nhưng đừng làm những cái gì mà các bạn đáng nhẽ cái ý góp ý nó tích cực. Chẳng hạn như mình nói thẳng như là ông Lê Mã Lương, là ông có cái sai ở cái đấy. Ông không ra chiến trường trực tiếp trận đấy, ông chỉ nghe lại tại sao phải đính chính lại. Cái ý bạn thừa biết, mọi người đều biết, trên cái diễn đàn này đều biết. Ông có làm gì có quân lệnh nào như thế mà ông dám há mồm để ông nói. Chẳng qua bây giờ thôi, cái thế hệ cùng cái loạt ông ấy có thể là bị mai một chết dần, nhưng vẫn còn người còn sống, người ta đính chính rồi. Thế nên các bạn đừng nói. Khác gì Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu nói đấy. Đừng nghe những gì Cộng sản nói đấy, mà hãy nhìn Cộng sản làm. Thì bây giờ Cộng sản đang làm rồi, thì mình nhắc cho bạn thế là một hai. Các bạn ngày xưa ấy, bên chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn đồn thổi là Cộng sản đu cả cái ngọn đu đủ, cái tàu lá đu đủ. Thì xin lỗi bạn, đến đến như thế mà người dân vẫn còn tin. Đến khi bộ đội quân giải phóng vào bắt đầu mới thế nó vẫn là người chứ nó không phải là Cộng sản có đuôi. Để các bạn thấy nó tuyên truyền có những cái mà nó ngay đến bây giờ cái chế độ Cộng sản họ không thích nói nhiều mà họ làm bằng cái thực tế. Xin lỗi bạn đi, nếu nói về cảnh sát cơ động mới là cả các thứ ấy, họ mà cố tình đàn áp người dân thì đàn áp được lâu, người ta đủ khí tài vũ khí quân lực, nhưng tại sao người ta không đàn áp người dân? Cái vụ biểu tình là vì thực tế là còn tình thương người. Còn nếu như ở Mỹ thì xin lỗi bạn, chắc ăn kẹo đồng hết rồi. Nên bạn nói là bạn bạn phải nghe đến 2 chiều 4 chiều xem nó đúng hay sai. Tôi không phải là đảng viên, tôi thì còn học hành là chữ còn thấp không, tôi học lớp 8 trên 12. Nhưng ở đường đời nói thật, đi ăn cơm gạo thiên hạ hoặc là ra ngoài va chạm xã hội thì xin lỗi bạn, bạn chưa chắc đã bằng mình, có thể là bạn nhiều tuổi hơn, nhưng thực sự để cái con người mà từ khổ đi lên, bạn không bằng một phần của mình. Nhưng mà tớ tự hào là đồng tiền tớ kiếm thật mà được cái cơ ngơi khang trang như nhà tớ hoặc là cái điều kiện kinh tế tớ bây giờ, thì thực sự mấy bạn nhiều lúc kể cả người họ địa phương mình còn phải lẻ mình, trong họ hàng anh em ruột mình, những thằng em con nhà cậu ruột nó còn năm nay 60 15 mấy rồi. Rồi em phục anh. Đấy là sự thật, mình không bao giờ nói sai. Và kể cả xung quanh hàng xóm vẫn phục vào cái đức tính của tôi, biết nhịn và chịu khó làm thì nó mới có. Chứ cũng mình cứ cứ tiêu cực về, mình cứ coi như là bảo úi giời mẹ nó sao lại khổ thế, mới lại coi như là chúng nó thì thế lọ chúng nó thế kia. Thế bây giờ các bạn mình nhìn vào mình nó lại khác đi. Bạn thân của mình, xin lỗi bạn Bình Dương, tất cả anh chị em, bạn thân của tôi
những cái người ngày trước coi thường mình thì bây giờ người ta lại quá tôn trọng mình, bởi vì mình không bao giờ nói mắng chửi hoặc là mình khinh người ta là là thế loại. Cái lúc ngày xưa người ta còn có tiền có điều kiện, người ta coi mình không thế, nhưng mà mình vẫn từ tốn, mình không không làm gì để mà để cho mất lòng bạn bè, nhưng mà mình cũng không 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 quan hệ nhiều, nhưng mà vẫn chào hỏi nhau, gặp nhau vẫn vui vẻ tình cảm, bởi vì có cái gì cho nhau được đâu, tốt nữa thì một hai bữa rượu đúng không bạn, còn không bình thường thì uống nhau chén nước, mà một hai bữa rượu mình có béo bổ được lên không, xin lỗi bạn Bình Dương đấy Quan trọng tình thôi chứ còn chuyện đó là bình đúng không thường. bạn. Mà cũng nói luôn với bạn Thắng Lê là như thế, nếu có thêm hai bữa rượu bạn có béo được lên không, bạn có khỏe được lên không, và bạn có cảm thấy hạnh phúc không, tự mình làm lên sẽ tốt, còn cảm thấy quý trọng nhau, mời nhau một bữa nhậu thoải mái vô tư, nhưng cũng trong cái bữa nhậu mình phải hiểu là hôm nay mình bạn ấy mời mình là nếu mà bạn ấy giàu có không sao, bạn ấy mà còn 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 phải đi kiếm những cơm nó còn khó khăn thế hôm nay nó phải trích cái số tiền này đáng nhẽ mang về cho vợ con nó là phải mời mình phải nghĩ chứ. Nói thật với bạn Thắng Lê, ai cũng vậy, tôi đi làm tôi cũng thế, tôi thu nhập tôi nhưng mà tôi vẫn phải trích một cái phần nào đó dự phòng để không may nhỡ có ngã vào cái hàng bóng đèn, không may vô tình ngã vào hàng bóng đèn thì cũng có tiền để mà chi trả giả người ta. Thì các bạn cũng nên nghĩ như thế đi, cho người Việt Nam đi, bản thân bạn cứ lo cho mình đi đã, thế thì đã là tốt lắm rồi. Chứ tớ cũng không muốn bạn Thắng Lê làm những cái to tát hơn, vì bạn cho dù là gì đi chăng nữa bạn cũng chỉ là một công dân, bạn không phải là lãnh đạo, bạn không phải là nhà chính trị lớn, mà cùng lắm thì bạn cũng chỉ hết cỡ thì bạn bạn bằng bạn Bentley trường bên Mỹ, chỉ là một công dân hạng tư, xin lỗi bạn, thì có cái gì để mà có như là nói được cho những con người ở Việt Nam như bạn Tân Thái đó. Không phải anh Xin Tân lỗi bạn Dũng Thắng Lê là như bạn Tân Thái thôi, thế còn cũng chỉ thì là một công dân hạng 3, hạng 4 ở đất nước xứ sở Hoa Kỳ, thì cũng như là một công dân như mình ở Việt Nam, không hơn đâu. Đừng lên những nói những cái gì nó vượt quá giới hạn. Cách đây 5 năm về trước thì sử dụng mạng này, internet lên để cho kích động người dân, ok, lúc ý người dân còn dân trí còn thấp, nhưng bây giờ mà người dân Việt Nam xin lỗi bạn là thoải mái đấy. Người dân Việt Nam thừa hiểu nếu sử dụng mạng internet ấy, tốc độ người dân Việt Nam nó quá nhanh, bạn thừa biết, mọi người đều biết, nói cái anh lên anh nói gì cái gì còn cũng mong là mình lên đây để nói chuyện với cả mọi người là như vậy, cũng là cái sự tâm sự tự sự của mình, là tại nhà mình nói luôn là là như vậy, đừng lên làm những cái gì mà để cái tình cảm người dân Việt Nam ấy, cho dù là gì đi chăng nữa cũng là một từ quốc tịch Việt Nam, cho dù là một Việt kiều đi, thế mày hỏi là các bạn cũng nên nhớ rằng là thằng này là thằng người Mỹ gốc Việt, có một cái từ Việt thì kiểu mà nên thương yêu nhau, chứ đừng làm những cái gì mà nó mình thấy các vị làm nó không lớn lao quá, nó to tát quá, nhưng thật sự các vị chả làm được cái gì, mà rồi cuối cùng lại tình cảm giữa người lọ người kia nó mất hết đi. Chứ còn mình thì mình nói thật ra là mình cũng chỉ là người dân bình thường, nhưng mà nghe thì nó không hài lòng thì mình lên mình phản biện, và cũng là cái lời chân tình mình nhắc tất cả anh chị em, với những anh chị em phía bên kia ấy, mà nói có những cái mà chửi thực sự là chửi kinh khủng luôn, thế nhưng mà rồi cuối cùng lại là những anh chị em ở cái phía bên kia lên phải hiểu rằng là tất cả người dân Việt Nam mình muốn hòa bình chứ không muốn cái kiểu xảy ra những cái chuyện là tranh cãi nhau như này, nhưng tại vì các bạn cố chấp quá, đã 43 năm nay rồi còn chấp làm gì, còn mấy ai được nữa, chẳng hạn như ông Phan Kỳ Nhơn còn được mấy thở, thật sự các bạn ấy chống gậy bây giờ đi còn không không nổi, còn chống cái gì,
trong nội bộ thì lục đục đánh cãi chửi nhau không ra một cái gì, thế làm sao mà để các vị về lãnh đạo đất nước Việt Nam? Thực sự nếu mà các vị về thì không nổi 6 tháng thì đất nước Việt Nam mới tan hoang, không còn cái gì. Các bạn phải nên nghĩ rằng những cái đấy, chứ các bạn cứ nghĩ nó coi như là cộng sản thế loại, cộng sản thế kia, cộng sản làm quá nhiều rồi. Thực sự với các bạn mà cái máu người dân Việt Nam đổ ra nó rất nhiều rồi. Các bạn đừng nghĩ thế. Còn mình cũng nói với bạn này, anh trai lớn tớ sinh năm năm 195 sinh năm 1953 là lái xe Trường Sơn chở chiến lợi phẩm. Xin nhắc các bạn này, lúc ý anh tớ chỉ đổi một bộ quần áo thôi của bộ đội thôi là đủ mua một miếng đất ở tại quê tớ rất to. Đấy. Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng, nó là sự thật. Anh ruột tôi sinh năm 1953 lái xe Trường Sơn có thể được chỉ mỗi một một bộ quần áo thôi. Úi giời, vào các em Sài Gòn, nhất là các em mà chế độ cũ ấy, nhìn thấy mấy anh bộ đội lái xe chiến lợi phẩm màu nó thích nám già ô hôn thắm thiết nọ kia lịnh bợ. Anh ruột tôi đấy nói sự thật luôn, ngay sát cả nhà tôi là cùng hai anh em chia miếng đất này, miếng đất chia đôi, tôi là út và ông anh cả tôi. Nhưng mà nói thật với các bạn, tại sao người ta không bán, người ta không đổi, mặc quần áo đầy trên một xe đấy chở vào cho bộ đội ấy. Tại sao người ta không bỏ lấy ra một bộ, người ta đổi lấy tiền, lấy vàng, lấy đô la, vì lòng tự tôn dân tộc, vì gia đình truyền thống, gia đình cách mạng, vì truyền thống của con người Việt Nam này giữ nước. Chứ còn nếu đổi thì đổi dễ không, tại sao người ta không đổi? Đấy, có thế mới thắng được kẻ thù. Này. Nói thật với Bình Dương là như vậy. Đấy là một cá nhân mình, là một người nông dân, mình quê Hưng Yên. Còn bạn là lúc nãy bạn là Thiên Lê à? Thắng Bạn Lê. Thắng Lê, bạn cứ thích đến ngã tư phố lối gặp mình, ok mình lúc nào cũng tiếp đón. Bởi vì không cứ mình bạn đâu, tất cả những người bạn trên mạng này khi quen mình cứ gọi điện cho mình. Còn rất nhiều anh chị em kể cả trong Quảng Nam vừa rồi ra chơi Đà Nẵng, gọi điện mà anh em đi qua nhưng không đi qua, lại đi lối khác, đi quốc lộ 18, là đi cách nhà mình mấy chục cây, mình vẫn đi xe đến mình đón bình thường. Anh em ngồi với nhau uống ly cà phê, ông bảo thôi Đó. đấy, Cái tình với nhau thôi mà mình cần không gì. phải mình có thời gian có điều kiện thì mình đến. Hôm nào mình bận thì mình xin lỗi, mình bảo mình xin phép là mình xin lỗi bạn là hôm nay mình bận không ai bắt, mà mình chả được gì. Nhưng cái tình cảm anh em cảm thấy như thế nó rất là vui, nói thật với Bình Dương là rất là vui, và mình cũng thấy là trong lòng mình nhẹ nhõm. Hãy sống như thế đi đã, chứ còn bạn cứ lúc nào bạn cũng nghĩ là cái gì phải tốt cho bạn, thế còn bao nhiêu cái lỗi khổ khác. Bạn phải hình dung là bạn đã giúp gì được cho những người nghèo khó hơn, và bạn đã làm những cái gì tốt hơn cho xã hội. Tôi nói thật, tôi không nói giấu, tôi chả làm gì được cái tốt hơn, nhưng mà những cái người nghèo khó là tôi có điều kiện có thể giúp, nó cũng không nhiều nhưng cũng có một chút nào đó mình để dành riêng ra. Nó không đáng kể gì, gọi một chút thôi, dành riêng ra. Đúng cái lúc khó khăn nhất là cái lúc cần nhất. Cũng nhân đây nói vui với bạn, có một bạn mà là nói vui cũng là thôi cái chuyện nó thực tế, người bạn của mình đi chơi thì hỏi là tất cả đều hỏi, lúc còn trẻ trẻ lúc 14 15 tuổi mà cái lúc đi cái xe đạp nó quý lắm, thì hỏi là Không ngoài thế khác. mày thế thằng nào còn tiền không, vào anh em mình mua cái gói ngày trước là cái gói kẹo lạc, cái gói kẹo rồi đấy, để vào mua gói kẹo ăn đi cho vui. Thì một người bạn thân của mình ấy, mà hiện nay đang sống ở Séc, bạn ấy bảo chứ tao không có. Thế tất cả anh em là coi như là còn đâu có một bạn nữa thì bạn có lúc đấy là có 1.000 đồng thì mua gói kẹo lạc ăn xong rồi bạn biết không? Thế đi được 2 cây số thì xe thủng xăm, lúc ý một cái cậu bạn ở bên Séc ấy, cậu mới rút tiền ra, cậu mới bảo là đây tiền đây để vá xe. Thì cũng có một người bạn vào chứ nói bạn các bạn thông cảm, thì mày áo này cái lúc ý kêu đéo có tiền, thì bạn ấy có nói một câu thế bây giờ tao cũng bảo có tiền, thế anh em mình dắt bộ, thế bằng chi bằng có tiền đây để vào vá xăm mà về.
Từ ngày là mình hiểu là Ừ. cái góc độ thực sự mình không muốn nói, nhưng tại sao mình phải nói. Cái nói này là cái ý nghĩa của những các bạn ở chế độ bên kia. Các bạn hiểu là chế độ bên này họ rất muốn là đất nước Việt Nam hòa hợp, chứ không phải hòa giải, hòa hợp dân tộc. Đất nước Việt Nam mình là một thì lên hiểu cái góc độ tình cảm. Nếu mà không hiểu ra chửi đấy, nhưng đến khi bạn ấy nói lại là tao mà cũng ăn giống như mày thì lấy đâu ra tiền vã xe mà cùng nhau mà đi về. Đấy, cái bài Đúng học rồi. của mình nói thật với bạn, mình dương với tất cả anh chị em mạng là mình được học những người bạn ngay từ lúc ý, lúc ấy mười mấy tuổi, là mình đã giúp được có những cái tốt và cái xấu, cái thực tiễn và những cái đúng cái sai trong cái cuộc sống. Tuy nó rất nhỏ thôi mà rất vô tư thôi, bởi vì là nếu mà rút ra hết thì đúng là tất cả anh em đều giác bộ. Tôi giác bộ hết Đúng thôi. không bạn? Nó đâu ai. Đúng rồi. Đấy, cho nên thực sự bạn mới cả Bình Dương này, và bạn 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 của mình hiện nay đang sống tại Séc, bạn cũng có một thời gian trốn sang Đức. Đấy, xong cuối cùng lại quay về Séc, đang sinh sống và làm việc tại Séc. Đấy là sự thật. Mà bạn của mình nhá, cái lúc ý mà còn mạo hiểm gửi cho mình một khẩu súng hơi, nói thật với bạn là cũng là khủng khiếp đấy. Là lúc ý về được Việt Nam thì nó lúc ý nó còn dễ. Thế nhưng mà cái khẩu súng ấy mình quý trọng vào cái điểm này. Không phải vì tiền mà mình quý trọng, mình nâng niu cái khẩu súng hơi ấy. Mà cuối cùng mình phải giao nộp, bởi vì mình không thích, để cho ví dụ con mình sau lớn nó nhìn được khẩu súng trong nhà nó không thích. Tất nhiên là cái ý thức giáo dục của mỗi con người nó khác nhau. Có thể mình là hơi về về hơi thiên vị về cái đấy, nhưng mình có nói với tất cả những, có 5 người bạn thân đấy, có 5 người bạn thân của mình đấy, là trong đó có cái bạn ở bên Séc ấy, là hiện nay khẩu súng ý tao đang cầm nhưng tao không muốn để trong nhà nữa, bạn nào sử dụng thì lên cầm về. Thì mình cũng phải nói có cái ý kiến chân thành như vậy đấy, mình nói như thế. À, bạn Thắng Lê phải hiểu là mình nói như thế để biết ích kỷ á. À, cái ghế của nhà mình thì mình phải giữ, chứ còn ghế quan chức thì xin lỗi bạn, mình là thằng nông dân. Bạn vẫn cứ cái cách nói chuyện đấy thì mãi mãi bạn không bao giờ, xin lỗi bạn Thắng Lê này, mình ở ngã tư phố lối huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, bạn thích về gặp mình bất cứ lúc nào, bất cứ một người bạn. Xin lỗi Bình Dương là mình không bao giờ giấu địa chỉ và hoàn toàn rất chuẩn luôn, chứ không bao giờ lệch mà bảo sai. Cái lỗi mình bảo là mình làm công nhân là mình làm công nhân, mình học trình độ lớp 8 trên 12 là có, và mình đã đi làm rất nhiều nghề, mình làm ông chủ có, thực sự với bạn là ông chủ có, quản lý mấy chục người cũng có, trải qua rất nhiều. Nhưng cái sự thấm đòn của mình cũng có những cái là cái vì tình bạn mà mình bị mất nhiều, nhưng cũng vì tình bạn mà tốt với nhau để cho mình được đến như ngày hôm nay là có đấy bạn. Nhưng cứ hãy sống tốt đi thì không bao giờ kết cục nó bao giờ có hậu. Mình khẳng định với các bạn là như vậy. Mình cứ sống tốt bản thân mình đi, đối với mình và gia đình và bạn bè và xã hội, thì sau này nó cũng không bao giờ phải lo những cái xấu xa nó đến mình nhiều. Đấy là sự thật. Bởi vì nhá, mình không tranh giành nhà ai, đánh cãi chỉ nhau nha, thì hiển nhiên là mình không có kẻ thù nhiều. Đấy, mình nói thật với các bạn là như vậy. Nhất là các bạn là Lê gì đấy, bạn cứ về với mình đi. Mình cho địa chỉ ngã tư phố lối Mỹ Hào Hưng Yên, bạn gặp ok nhất đây, kể cả Trần Kiên này này, Trần Kiên cũng biết mình này. Đấy, bạn Kiên Kiên thì nó ít tuổi ở Vĩnh Phúc, anh em gặp nhau thoải mái, mình có điều kiện mình lại lên nhà Kiên chơi, mình đi khắp nơi kể cả các tỉnh khác mình hay đi. Nói thật với cả anh chị em là mình hay đi, mà đi mình có một cái tính truyền thống, hầu như đi là thích tự túc chứ không thích nọ kia. Mà đi theo cái kiểu như mình sống theo cái cách mình kiếm tiền nó ít thì mình lại chi tiêu theo cái kiểu ít, nhưng mình không phải là đại gia, không phải là lắm tiền nhiều của mà mình phải thể hiện cái nọ kia. Với cái bước đường của mình đi nó rất vui và gặp anh em cảm thấy rất thoải mái, chứ đừng các bạn đừng làm những cái đấy. Tôi rất mong là các bạn ở bên kia chiến tuyến cứ hãng thực hiện như thế, thì tất nhiên như bản thân tớ là phải người theo đầu tiên. Tớ khẳng định là tớ sẽ theo đầu tiên nếu đúng thực hiện như thế.